Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mẹ Gấu. Ở video trước thì Mẹ Gấu đã hướng dẫn cho các bạn là cái cách đổi sữa như thế nào thì nó đúng đắn. Thì có một số mẹ nhắn tin cho Mẹ Gấu nói rằng là lý do các mẹ đổi sữa cho con bởi vì là bé bú ít quá, bé không có chịu bú. Chính điều đấy, nó cứ phải làm liên tục. Cứ sữa này bé bú ít thì các bạn lại đổi thêm sữa mới. Đó là lý do vì sao mà trong vòng 1 tháng mà các bạn đổi tới 2-3 sữa công thức cho bé. Thì hôm nay ở trong video này Mẹ Gấu sẽ chia sẻ về cái vấn đề là cái cách để mình tập cho con uống sữa nhiều hơn. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like và chia sẻ và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video tiếp theo của Mẹ Gấu nhé. Thứ nhất, đối với bé nào mà bú sữa mà lâu á thì các bạn nên đục thêm vài lỗ ở đây núm vú nữa để cho sữa nó chảy nhanh hơn, nó làm cho bé bú nhanh hơn. Bởi vì là khi mà bé càng lớn á thì cái lực hút nó càng mạnh, sữa cần chảy ra càng nhiều thì bé nuốt nó mới đã. Chứ còn mà hút nhiều nhưng mà sữa ra ít á, nó sẽ làm cho bé mỏi miệng, lâu dần sẽ làm cho bé chán bú, bé không thèm bú nữa, giận luôn, bỏ luôn, không bú nữa. Đó chính là vì sao có một số bé bú bình tới cả nửa tiếng đồng hồ mới xong, và sau một thời gian thì bé bỏ luôn bú bình, bé không chịu bú nữa, bởi vì là tôi giận rồi, tôi không thèm bú nữa. Trong trường hợp bé không chịu bình luôn, cứ đưa cái bình vô là khóc, thì mình bắt buộc phải áp dụng những cái phương pháp khác, không có ép con bú bình nữa. Đó chính là mình đút thìa cho con. Nếu đút thìa cho con rồi á, mà các bạn thấy mệt quá, các bạn không muốn đút nữa, thì có một cái khác nữa, đó chính là mình tập cho bé uống ca hoặc là tập cho bé uống ống hút. Thời điểm nào thì mình tập cho bé uống ca và uống ống hút được? Đó chính là khi bé tập ăn dặm là mình đã có thể tập cho con uống ống hút hoặc là uống bằng ca rồi ha, chứ không phải là chờ tới lớn mới tập được đâu. Và cái cách tập rất là dễ, tập như sau nhé. Đối với những bạn nào mà muốn tập ống hút cho bé thì các bạn nên mua những cái loại bình có cái ống hút. Ví dụ như cái bình này, bé nhà Mẹ Gấu thì có sẵn một cái bình Wesser như thế này rồi. Cái ống hút nó bằng cao su hoặc là bằng silicone, bé nhai nó không có làm đứt cái ống hút và nó cũng không làm nhàu cái ống hút. Thì khi mà tập thì bạn đừng có đổ sữa vô đây nha, đổ sữa là bé sẽ chê đó. Các bạn hãy đổ nước hoặc là nước trái cây mà bé thích thì bé sẽ hợp tác hơn trong cái việc hút lên. Sau khi mà bé hút được rồi á, lúc đấy bạn mới hãy đổ sữa vô trong cái bình để cho bé uống sữa bằng ống hút. Lưu ý nhá, đó là khi mà tập thì không đổ sữa, bởi vì bé hiện tại đang ghét sữa. Đổ sữa là bé sẽ bất hợp tác trong cái việc hút ống đấy. Và các bạn mua những cái loại bình như thế này nhá, nó có cục tròn nặng ở dưới cái ống. Cái cục này nó giúp cho cái việc là bé uống được số lượng nước ít ở dưới này, không có cần phải đổ đầy bình đâu, mà nặng tay của bé, chỉ cần đổ ít ít thôi là bé cũng có thể uống được, và nó không làm cho bé bị hít phải hơi gây nê bụng cho bé nhé. Trong trường hợp bạn không muốn tập ống hút mà tập cho bé uống ly thì sao? Bởi vì là uống ly thì bé uống rất là nhanh, nhanh hơn ống hút rất là nhiều. Và ngoài ra uống ly là mình ép bé uống thêm được nha các bạn, chứ còn uống ống hút là khó ép bé uống thêm được lắm. Và cái cách tập uống ly như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cho bé uống nước bằng cái cốc nhỏ nhỏ như thế này. Cái cốc này các bạn có thể lấy ở trong những cái hộp siro như là Prospan hay là siro X Nhi vân vân. Nói chung là mấy siro ho hay có cái cốc nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn lấy cái cốc này, các bạn đổ mỗi lần là 2,5ml nước, rồi các bạn cho bé uống để tạo cho bé cái phản xạ là ngẩng cổ và há miệng uống nước. Sau khi tập cho bé uống nước bằng cái ly này rồi á, thì các bạn chuyển sang cái ly bự hơn. Bự hơn nhưng mà bự hơn vừa vừa thôi, xíu xíu vậy thôi, gấp khoảng 3 lần cái cốc của siro ho thôi nhá. Rồi các bạn đổ thêm nhiều nước hơn một tí để cho bé tập há miệng to hơn. Chứ còn cái cốc này nó nhỏ quá, bé sẽ há miệng nhỏ nhỏ, không có đủ để sau này uống sữa đâu. Sau khi mỗi lần uống nước bé há miệng to và bé uống được cái nước ở trong cái cốc to hơn như thế này rồi, thì mình cho bé uống nước bằng ly. Tập cho bé cầm ly để bé uống. Và cái ly để tập cho bé cầm uống là cái ly như thế này hoặc là ly như thế này. Mẹ Gấu có hai ly, nhưng mà bé nhà Mẹ Gấu thì thích uống cái ly xanh dương này hơn. Cái ly này thì bạn ấy không thích cho lắm. Tuy nhiên bé lớn nhà Mẹ Gấu thì lại thích cái ly màu xanh lá này. Cái ly này nó không làm cho sữa đổ ra. Và lưu ý, lúc mà tập cho con uống ly này thì các bạn tập cho con uống nước hoặc nước trái cây nha, đừng có tập sữa sẵn. Giống như uống ống hút cũng vậy. Khi mà bé đã uống được cái ly này rồi, tự cầm rồi á, thì lúc đấy mới đổ sữa vô để cho bé uống sữa bằng những cái ly này. Sau khi uống sữa bằng những cái ly này thuần thục rồi thì lúc đấy mình gỡ
cái nắp ở ngoài ra và cho bé uống ly không như người lớn mình uống nước vậy đó ha. Các bạn cứ thoải mái cho cái vấn đề tập cho con, đừng có quá áp lực gì cả. Chính cái việc mà mẹ áp lực nó sẽ gây áp lực đè lên con nữa và làm cho con bất hợp tác hơn trong cái vấn đề ăn uống nhá. Những cái ly này mẹ Gấu sẽ để sẵn link mẹ Gấu mua ở phía dưới để các bạn tham khảo ha. Chứ mẹ Gấu không có bán những cái sản phẩm này, cái này là mẹ Gấu mua của người ta. Và những bạn nào mà đang đút thìa bằng cái thìa của Meiji này á, chuyển sang uống bằng ca rất là dễ nha. Bởi vì lúc này các bạn đã há miệng được to rồi và chịu được một lượng sữa, một lượng nước lớn ở trong miệng và nuốt rồi. Cho nên dễ hơn những bạn nào bú bình đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.